Vâng, thưa anh em, ô tô là một tài sản không hề nhỏ đối với người Việt Nam. Và để sở hữu được ô tô thì mỗi người sẽ có một cái phương án tài chính khác nhau. Và ngày hôm nay thì tôi có ở đây anh Hưng, một người bạn của tôi trong Sài Gòn. Chúng ta hãy cùng hỏi anh Hưng xem là anh Hưng mua chiếc xe này như thế nào, và cái bài toán về dòng tiền, về tài chính để anh ấy sở hữu chiếc xe này là ra sao. Chào anh Hưng ạ. Vâng, chào anh em. Thì mình nói chung là mình mua xe này chạy góp. Mua này có hai mục đích. Vâng. Là dùng cho gia đình, cái hai là chạy ở ngoài để kiếm doanh thu thêm. Dạ vâng. Vì chạy góp mà. Vâng. Cụ thể thì anh Hưng hiện tại là cái công việc của anh là anh đang làm gì ạ? Thì hiện tại anh này làm nhân viên văn phòng thôi, đủ sống thôi. Nhưng mà anh đã đi làm văn phòng rồi thì liệu là cái thời gian mà anh dành để chạy dịch vụ ấy thì có còn nhiều không? Và nó có hiệu quả không? Nói chung là cũng rất ít, với lại mình không chuyên nữa. Nhưng dạy phần dịch vụ thì nó cũng kém hiệu quả đi. Ví dụ như là những anh em mà chuyên chạy Grab thì đó là cái công việc chính của họ rồi. Thì họ chạy gọi như là chuyên nghiệp, còn mình theo kiểu là part time nghiệp dư cũng khó nhỉ. Đường xá thì không quen này, rồi có khi tối tranh thủ tầm 3-4 tiếng buổi tối chạy xong công an bắt một cái. Thôi coi như là buổi tối đấy là đi làm là chỉ để trải nghiệm cho vui đấy. Ngoài việc là chạy dịch vụ thì anh còn cái giải pháp nào nữa không? Thì anh cũng cho thuê xe, nhưng mà anh cho thuê cho những người quen thôi, không dám cho thuê người lạ. Đó. Em thấy thì cái câu chuyện của anh Hưng là câu chuyện của rất nhiều người. Tức là mua một chiếc xe về thì mục đích chính vẫn là phục vụ gia đình thôi. Đúng nhưng rồi. Bởi vì là cái tài chính có hạn, chúng ta phải mua xe trả góp. Mà mua xe trả góp thì cái bài toán dòng tiền chúng ta lại phải tính đến. Thì anh nghĩ sao về việc là chúng ta giao xe cho một bên trung gian? Đấy, họ coi như là họ thuê lại chiếc xe của chúng ta, và họ khai thác, họ sử dụng, họ cho người khác thuê, và họ đem lại cho chúng ta một cái nguồn thu nhập cố định và đều đặn hàng tháng, và họ còn đứng ra để bảo đảm giữ an toàn cho chiếc xe. Nếu có phần đó thì đơn giản thì cái khả năng mình giao xe mình sẽ an tâm hơn. Vâng, và đó là cái chương trình đối tác của Zoomca. Đấy, thì ngày hôm nay anh em mình thử trải nghiệm xem như thế nào. Okay. Đăng ký làm đối tác. Để đăng ký trở thành đối tác của Zoomca thì rất đơn giản thôi. Anh em có thể bấm vào cái đường link dẫn đến cái chương trình đối tác Zoomca mà chúng tôi để ở phần mô tả cũng như là ghim ở comment đầu tiên của video này. Hoặc là anh em có thể gọi đến hotline của Zoomca. Vâng, thưa anh em, tôi vừa cùng anh Hưng đến với điểm tư vấn và lắp đặt hỏa tốc của Zoomca và gặp anh Duy Linh ở bên Zoomca. Anh Hưng, bạn em là đang muốn làm đối tác của Zoomca ấy. Thì ngày hôm nay anh tư vấn giúp em là các cái bước để mình có thể trở thành đối tác của Zoomca. Đăng ký xong rồi, gọi điện này, đăng ký ở trên app đó, xong rồi. Đó là đóng đài. Vâng. Dạ, em chào anh Hưng ạ. Dạ, chào anh đến cái điểm kiểm tra xe và lắp đặt thiết bị của Zoomca. Thì như đã được tư vấn bên tổng đài, thì những phần về giấy tờ xe hay là những cái phần yêu cầu của xe về từ phía bên em á, thì anh đã chuẩn bị, em thấy là đã khá là tương đối rồi. Thì hiện tại em muốn kiểm tra lại về phần giấy tờ của anh để xác minh lại lần nữa trước khi em tiến hành kiểm tra xe và lắp đặt thiết bị ạ. Dạ rồi anh Hưng, thì giấy tờ của mình đã hợp lệ để có thể đăng ký bên Zoomca. Vì về phần xác minh trên xe thì bên tổng đài của em đã tìm hiểu kỹ rồi, thì bên em chỉ đến để xác minh lại giấy tờ chính xác với chủ xe thôi. Tiếp theo thì em sẽ kiểm tra về phần ngoại thất, nội thất xe và hệ thống điện, hệ thống vận hành của xe. Dạ rồi, phần ngoại thất thì không có vấn đề gì. Tiếp theo em sẽ kiểm tra về phần nội thất. Bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt thiết bị lên xe của mình. Thì đây là hai cái thiết bị để bên em tiến hành lắp đặt lên xe của đối tác Zoomca. Cho anh hỏi không biết thiết bị này là lắp đặt là nó có khoan động gì trong nội thất không em? Thì anh yên tâm, thiết bị của bên em thì sẽ không tác động hay là khoan động gì nội thất xe của anh. Đảm bảo xe anh vẫn có thể bảo hành trong hãng, chính hãng bình thường ạ. Về phần bảo mật của xe, của thiết bị này anh yên tâm ạ. Thiết bị của em thì dùng hệ thống qua hệ thống tổng đài ở server ở trên công ty. Thì nó sẽ đảm bảo cho anh về phần bảo mật hay là phát hiện những cái khả nghi của người dùng. Vậy cụ thể là cái tác dụng của cái thiết bị này là gì ạ? Cụ thể là nó hoạt động ra sao ạ? Thiết bị của em thì sẽ gồm hai phần. Thứ nhất là về cái phần định vị xe, chắc chắn phải có định vị rồi. Sau đó là về cái phần thiết bị để tác động lên hệ thống khóa cửa của xe. Thì sau này bên em
Khi mà đã lắp thiết bị xong á thì xe nó sẽ dùng điện thoại của mình thông qua app Zoomcar để có thể mở xe được và giao tiếp ạ. Tức là mình hướng tới cái việc là thuê xe mà không cần phải gặp mặt chủ xe hoặc là đại diện của Zoomcar. Dạ đúng rồi anh. Tức là hoàn toàn ví dụ xe này đang đỗ ở một cái bãi và sau khi mà khách hàng giao dịch xong ở trên app, làm hết tất cả các cái thủ tục ở trên app Zoomcar xong là đến cái là tự mở xe và tự đi luôn. Đúng rồi. Khi đó thì trên app nó sẽ có một gửi cho anh một cái vị trí về xe đang đậu. Thì anh chỉ việc đến đó và tắt mình mở khóa xe trên app, thế là mình có thể dùng xe. Dạ. Và khi mà trả xe thì mình cũng sẽ mang trở lại cái chỗ mà mình lấy xe. Dạ đúng sau rồi. Sau đấy thì cũng khóa được xe lại. Dạ vâng. Và cũng thao tác hoàn toàn trên app luôn. Dạ tất cả đều dùng trên app ạ. Hôm trước em thuê thì em thấy là các cái thao tác nó cũng đơn giản. Cũng khá đơn giản, chụp một số cái bức ảnh về những cái vị trí ở trên xe theo yêu cầu. Cái này mà anh em thanh niên mình mà gọi là quen công nghệ anh, quen smartphone thì làm em nghĩ là mất khoảng tầm 1-2 phút thôi. Nhưng mà các bác thì chắc mất hơi lâu hơn một tí, nhưng mà dần dần thì sẽ quen. Cho anh hỏi cái là phần bảo hiểm á, chạy chỗ như thế nào? Mình bên công ty mình giải quyết như thế nào? Thì về bên công ty Zoomcar bên em thì có liên kết với đơn vị bảo hiểm là Vizico. Thì về những cái phần về chạy chỗ hay là về nặng nhất là về mất xe thì bên em sẽ đền bù 100% cho xe của mình. Bọn anh làm thế nào để có thể bảo đảm được cái đó? Bởi vì là đôi khi cái chuyện mà đưa cho một người lạ thôi cũng khá là phức tạp. Dạ thì về cái vấn đề đó thì trong cái quá trình mà giao xe của bên em á thì đã có về những phần là chụp hình là những cái vấn đề trước và sau khi nhận xe. Thì bên Zoomcar sẽ đối chiếu lại có những vấn đề gì phát sinh về trầy xe hay là móp hay là đâm đục thì bên em sẽ có đó để làm căn cứ. Còn xác minh chủ xe đấy nhở, như hôm em đi thuê ấy, em thấy là phải chụp chứng minh nhân dân này, chụp bằng lái xe này, rồi chụp cả mặt. Mà mặt không phải là chỉ có một hướng này đâu, phải quay tròn các thứ để xác minh toàn bộ khuôn mặt như kiểu là quét Face ID của iPhone ấy. Bên em làm rất chặt về cái vấn đề mà xác minh người thuê xe thì để đảm bảo những cái hành vi của người thuê sẽ an toàn cho cái người mà cho thuê xe hơn. Đó, và khi mà thuê xe thì tất cả những người thuê là đều mua thêm một cái gói là bảo vệ thiệt hại cho chuyến xe. Có hai cái gói đấy, trong video lần trước thì tôi đã giới thiệu qua với anh em về cái gói đó rồi, với một số tiền cố định vài chục ngàn. Có hai gói nó chênh nhau khoảng vài chục ngàn gì đó, và mỗi gói thì sẽ phải chi trả tối đa một cái mức tiền cố định nếu mà xảy ra các cái thiệt hại đối với xe. Còn cái phần mà về xăng cộ, xe tỉ mình sạch, mình giao cho sạch rồi xong rồi mình xăng là bên công ty nó tính như thế nào là khi bị giao hụt? Dạ vâng, về phần xăng cộ hay là về phần vệ sinh xe sau những cái booking cho thuê xe của mình á, thì lúc cho thuê xe anh đảm bảo xăng của mình là đầy bình 100%. Dạ, thì khi sau giao xe cho khách hàng trả về thì xăng của xe của anh á, cũng đảm bảo 100%. Dạ, là lúc giao xe như thế nào thì bên em giao xe về sẽ như vậy. Kể cả là bẩn luôn. Đúng rồi, nếu mà xe mình lúc giao sạch sẽ, đảm bảo cho em là xe lúc giao khi nào cũng phải sạch sẽ thì bên em về sẽ y chang như vậy. Yên tâm cho anh, còn gì lan tăn nữa không? Bảo mật này, giám sát xe này, bảo hiểm này, rồi xăng này, rồi sạch hay bẩn này, là mọi thứ là ok hết rồi. Cảm ơn anh Duy Linh rất nhiều vì ngày hôm nay đã hỗ trợ anh bạn của em. Và chúc cho Zoomcar sẽ có nhiều cái dịch vụ thú vị. Như vậy là ngày hôm nay thì tôi với cả anh Hưng đến cái địa điểm tư vấn và lắp đặt hỏa tốc của Zoomcar thì thấy rằng là cái quy trình rất là nhanh. Anh em mất đâu đó khoảng chưa đến 30 phút. Vậy sau khi mà hoàn tất các cái quy trình này thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh Hưng có thể đăng ký để cho thuê xe ở trên Zoomcar? Thì sau khi xác minh xong thì bên em chỉ cần khoảng 1 tiếng nữa là xe của mình đã có trên hệ thống của Zoomcar và bắt đầu cho thuê được ạ. Khi nãy thì bên Zoomcar họ trao đổi với anh về cái thu nhập như nào? Đầu tiên là cái thu nhập mà bình quân, ước lượng. Ước lượng thì như bên công ty họ báo là tùy theo dòng xe, đời hàng điện năm với odo của xe. Thì xe của anh thì họ ước tính là hàng tháng là sắp xỉ tầm cỡ như là 11 triệu. Dạ vâng. 11 triệu tức là gọi là mức trung bình á. Đúng rồi. Vâng. Còn đây thì đây lúc nãy là được đưa cái này này. Chương trình thưởng này. Dạ. Giới thiệu thôi. Đang tức là anh giới thiệu thêm người mới này, 2.3 triệu cho xe thường này, 3 triệu cho xe sang này. Nếu mà tài xế đăng ký mới là cũng được 3 triệu này. Đăng ký thêm xe thứ hai á, được 3 triệu. Cũng lại tiếp tục thưởng 3 triệu. 3 triệu cho xe. Tức đây là những cái giá trị cộng thêm khi mà mình giới thiệu bạn bè. Đúng rồi. Đăng ký trở thành đối tác của Zoomcar. Đúng rồi. Rồi.
Còn một cái ở dưới là 3 chuyến xe hoàn thành trong tuần là được thưởng thêm 900.000 này. 5 chuyến xe hoàn thành trong tuần là được thưởng 1.500.000 này. À, thanh toán là thanh toán trong tuần, theo tuần. À rồi đấy. Như vậy em tính là nếu mà đều đặn con số hoàn toàn là có thể lên tới khoảng 20 triệu một tháng. Đúng rồi. Nếu mà nhiều khách này, rồi giới thiệu thêm được mọi người này, rồi cho thuê liên tục được thưởng chuyến các thứ này. Đúng rồi. À. Cái này giống như nó khuyến cáo mình chiều cái app xe trên dài á, càng dài mình sẽ được book được nhiều nhiều chuyến đi, thì đơn giản mình sẽ hưởng được cái chế độ thưởng như vậy. Vâng. Em thấy là sau 1.5 tiếng thì đã lên hệ thống rồi. Bây giờ thử đặt lịch xem sao. Ở đây mình sẽ chọn được ngày bắt đầu này, kết thúc. Ngày kết thúc này. Và tích chọn lại cái địa điểm. Đúng rồi, cái địa điểm lấy xe của mình. Đúng rồi. Và sau khi đấy thì bấm lưu là được. Anh em vẫn chạy xe như bình thường. Anh em sử dụng xe của gia đình hay là những công việc của anh em khi nào rảnh rỗi thì em lên Zoomcar để anh em đăng ký cái thời gian rảnh của mình. Và khi đó thì Zoomcar sẽ biết rằng là cái ông chủ xe này ông ấy đang rảnh vào cái thời gian đó, và Zoomcar sẽ điều phối để cho khách đến thuê cái xe của mình vào ở cái địa điểm phù hợp. Vâng, như vậy là hôm nay nhân một chuyến tôi lại đi công tác ở Sài Gòn thì tôi gặp anh Hưng, một người bạn của tôi mới mua chiếc Hyundai i10 này, và thử trải nghiệm cái quy trình mà đăng ký trở thành đối tác của Zoomcar. Thì một số ưu điểm, tổng kết lại thì anh thấy ưu điểm của nó là gì? Thì anh thấy là nhanh chóng còn lẹ. Nhanh. Bên đội lắp đặt thì rất là chuyên nghiệp. Vâng. Rồi thì chỉ có mình trải nghiệm thử xem như thế nào thôi. Vâng vâng. Và em thấy là những cái vấn đề mà mọi người thường lo ngại khi mà cho đi thuê xe thì gần như đã được giải quyết rồi. Từ bảo hiểm này, từ xăng cộ này, rồi các cái quy trình về kiểm soát, về định vị xe. Đấy, và em thấy là đây là một cái bài toán về tài chính nó rất là hợp lý. Anh em nghĩ sao về cái hành trình trở thành đối tác của Zoomcar và những cái mức thu nhập, rồi cái sự đảm bảo trong một chiếc xe mà chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe cũng như bấm chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên Mê Xe.